Em Hoàng tiếp tục gửi lời chào trân trọng tới toàn thể các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em Hoàng tiếp tục làm một cái video để review về tất cả những cái chi tiết của cái con trầm Yamaha SW40 hàng của Nhật. Đấy, riêng dòng trầm Yamaha thì nó quá nổi tiếng rồi. Đầu tiên nó là cái e-căng của nó, thì tất cả ba con này đều về e-căng rất là đẹp, lưới rất là đẹp, lưới vải, và cái xương của nó bằng nhựa, đấy nhựa ABS rất là xịn sò. Đấy, nhựa ABS này thì khi mà cái lưới này của nó có bẩn này thì anh em có thể mang vào giặt một cái, mai em sẽ mang vào em giặt cho nó sạch sẽ, đẹp đẽ cho anh em luôn. Đấy, anh em có thể quan sát đây, xung quanh mép lưới được gắn vào bằng keo rất là xịn sò, rất là gọn gàng. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy, cả ba cái đều đẹp như nhau hết các bác nhé, ba cái đều đẹp như nhau hết. Đấy, vào bên phía bên trên đây thì em Hoàng đã tháo hết một loạt các cái bát của nó ra rồi. Anh em có thể thấy là kể cả ba cái bát này, bát nào nó cũng đẹp như nhau. Đấy, đẹp lung linh như nhau. Hàng này là hàng đánh Campuchia về cho nên là còn rất là đẹp nhá, chứ không phải là hàng trôi nổi ở ngoài miền Bắc mình. Ngoài miền Bắc thì thường thường hàng còn trôi nổi, hoặc là hàng đánh Trung Quốc về nó đã rỉ, hoặc là hàng bờ thì nó sẽ rất là khác. Tất cả trên những con bát này nó đều có chữ thương hiệu Yamaha hết. Đấy, đều là được sản xuất, riêng cái bát này đều là được sản xuất ở Singapore các bác nhá. Đấy, riêng có mỗi con bát này là sản xuất ở Indonesia này. Đấy, sản xuất ở Indonesia này. Con này sản xuất ở Sing này. Con này sản xuất ở Sing này. Nhưng tất cả nó đều là của hãng Yamaha. Người ta đặt nhà máy ở những cái đất nước đấy để sản xuất nhé. Cho nên chất âm của ba con này nó không khác gì nhau. Nó cùng một thiết kế, cùng một chất liệu, tất cả nó như nhau, bởi vì đều là nhà máy của Yamaha người ta sản xuất. Đấy, thì các bác có thể thấy là kể cả ba cái màng bát này nó đều rất là đẹp luôn. Đấy, cái màng bát này rất là đẹp luôn. Đấy, zin nguyên bản luôn các bác nhé. Zin nguyên bản luôn, em Hoàng bao zin nguyên bản cho bác luôn. Đấy, con nào bát cũng đẹp như nhau luôn. Hàng bãi xịn nó phải như vậy mà. Đấy, con nào cũng đẹp như nhau luôn. Đấy. Bây giờ thì em Hoàng sẽ quay qua về cái phía nội thất bên trong. Đấy, thì anh em có thể thấy là cái từ xịn này nó rất là sắc nét này. Đấy, nó rất là sắc nét, góc cạnh chỗ này nó hơi bị sứt một tí không sao cả nha bác nhá. Đấy. Rất là góc cạnh rất là đẹp. Từ thì từ 7 màu rồi. Đấy. Côn keo này. Đấy, nhện này. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, và xung quanh cái xương bát này thì lúc nào những hàng xịn nó đều có những cái mút để người ta làm tránh gây ra những cái tiếng phè phè ra bên ngoài. Đấy, nó làm bịt kín lại cái miệng của cái lỗ thùng này thì nó sẽ rất là kín. Phía bên trong của con loa này thì thường thường những cái thùng Yamaha SW40 này tất cả người ta đều thiết kế cái lỗ thông hơi trước mặt. Đấy, ngay dưới này con bát. Đấy, phía bên trong thì các bác cũng có thể nhìn thấy là bo mạch của thằng Yamaha rất là xịn sò. Các nhìn thấy cái bo mạch vàng óng rất là dày, rất là xịn, rất là chắc chắn. Đấy, nó không mỏng manh như là những cái dòng của Trung Quốc người ta sản xuất. Đấy, đây là bo mạch. Đấy, các bác một lần nữa em quay rất là kỹ để các bác cùng quan sát về cái bo mạch của nó. Thì em bao zin tất cả mọi thứ cho các bác nhé, bao zin tất cả mọi thứ cho các bác. Đấy, chỉ trừ mỗi cái gân của nó thì sau quá trình người ta sử dụng ở bên nước ngoài thì chắc chắn là cái gân nó kém rồi. Khi về Việt Nam, tất cả những con hàng bãi đa phần 90% là anh em đều phải thay gân hết, nhưng đều là thay gân xịn. Với những con súp xịn như thế này thì đều thay gân xịn hết anh em nhé. Cho nên về chất âm anh em không phải lo lắng. Quan trọng nhất là cái thùng, cái bo mạch, cái côn, cái từ, cái nhện và cái màng bát là còn nguyên. Đấy, tất cả còn nguyên zin. Thì thường thường anh em về bao zin là nó sẽ là như vậy. Còn cái gân thì anh em không phải quan tâm đến nó quá nhiều, bởi vì cái gân xịn thì anh em thay vào thì chất âm nó không hề có cái sự khác biệt gì nhá. Đấy, và đặc biệt những cái dòng trầm Yamaha nó rất là xịn sò, một cái là cái bo mạch của nó bảo vệ rất là an toàn. Đấy, ngày xưa em Hoàng đã từng có một cái trường hợp là em Hoàng cắm nhầm điện 220 vào con trầm Yamaha, nhưng nó chỉ chết đúng một con cầu trì như thế này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy con cầu trì em Hoàng đang quay rất rõ đây. Đấy, nó chỉ chết con cầu trì thôi. Bởi vì sao? Bởi vì hãng Yamaha thì người ta làm là người Nhật, người ta làm rất cẩn thận, cho nên là cái chế độ bảo vệ của nó, bảo vệ mạch của nó rất là an toàn, rất là ok. Đôi khi có thể tránh được cho anh em những cái lỗi không đáng có, ví dụ như anh em cắm nhầm điện. Đấy, các bác có thể thấy là một con trầm Yamaha nó rất là xịn sò. Đấy, rất là xịn sò, và hàng bãi về em Hoàng bao đẹp, bao đẹp xuất sắc, bao zin cho các bác toàn tập luôn. Thì em Hoàng cũng đã báo giá trong video trước, đó là 2.300.000 Việt Nam đồng, bao ship cho anh em mọi miền tổ quốc. Anh em có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm với em Hoàng qua số điện thoại 0931655906. Đấy cũng là địa chỉ Zalo của em. Anh em yêu mến thì nhớ like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho em Hoàng nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh để đón nhận cái video tiếp theo. Em Hoàng sẽ tiếp tục review về cái chất âm của con trầm này nhé. Anh em nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi được cái video mà em Hoàng test chất âm của cái con trầm Yamaha này. Bao cho anh em đánh được phòng 20-25, thậm chí là 30 m2 nếu như anh em biết cách sắp đặt nó. Anh em đánh thoải mái luôn anh em nhé. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.